Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 trang 55 bài 2 Vẻ đẹp cổ điển phần củng cố mở rộng. Số 1 nhỏ, kẻ bạn vào vở theo mẫu dưới đây và điền nội dung về một số yếu tố thi luật của thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật thể hiện qua bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến. Như vậy chúng ta sẽ kẻ bản này vào vở theo mẫu và chúng ta sẽ điền một số yếu tố thi luật của thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật được thể hiện qua bài Thu Điếu của Nguyễn Khuyến. Thì ở đây chúng ta có các yếu tố như là luật bằng trắc, nghiêm vần, nhịp đối. Thì chúng ta bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến được thể hiện như sau. Câu 1 luật bằng trắc thì ở đây là bằng trắc, nêm thì là câu 1 và câu 5, vần eo, nhịp 2, 2, 3. Về đối thì ở đây sẽ có đối từ nắng xuống trời lên. Câu 2 luật bằng trắc, nêm câu 2 và câu 3, vần eo, nhịp 3, 2, 2. Rồi câu 3 luật bằng trắc, nhịp thì 2, 3, 2. Câu 4 luật bằng trắc, nêm câu 4 và 8, vần eo, nhịp 2, 3, 2. Câu 5 luật bằng trắc, nêm câu 5, câu 7, nhịp 2, 2, 3. Câu 6 luật bằng trắc, vần eo và nhịp 2, 2, 3. Câu 7 luật bằng trắc, nhịp 2, 2, 3. Và câu 8 luật bằng trắc, vần eo, nhịp 2, 2, 3. Tiếp theo hai nhỏ, kẻ bản và vở theo mẫu dưới đây về nội dung về một số yếu tố thi luật của thể thơ Thức và thể thơ Tứ Tuyệt Đường Luật thể hiện qua bài thơ Thiên Trường Vãn Vọng của Trần Nhân Tông. Thì câu rồi luật bằng trắc, nghiêm vần, nhịp. Như vậy bài thơ Thiên Trường Vãn Vọng của Trần Nhân Tông được thể hiện như sau. Tiếp theo câu 3, hãy chọn một bài thơ Thất Ngôn Bát Cú hoặc là Tứ Tuyệt Đường Luật mà em yêu thích và thực hiện các yêu cầu sau. A. Nhận xét về nghiêm vần của luật của bài thơ. B. Xác định bố cục và nêu ý chính của từng phần. C. Là nêu chủ đề và chỉ ra một số nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ. Thì ở đây có ví dụ như bài thơ Bạn Đến Chơi Nhà của Nguyễn Khuyến. Đã bấy lâu nay bác tới nhà, trẻ thời đi vắng chợ thời xa. Ao sâu bóng cả khung chài cá, vườn rộng rào thưa khó đổi gà. Cải chữa ra cây cà mới nụ, bầu vừa rụng rốn mướt đương hoa. Đầu trò tiếp khách trầu không có, bác đến chơi đây ta với ta. Thì về đặc sắc nghệ thuật trước hết nằm ở thể thơ Thất Ngôn Bát Cú, lược bỏ những cái luật lệ hà khắc của thể thơ này, mang lại cảm giác hớn hỉnh gần gũi. Viết về nông thôn, tác giả lựa chọn những cái từ ngữ cùng lối viết hết sức giản dị. Những từ mang đậm màu sắc địa phương như là thời, chữa đem lại sự thoải mái mang tính chất khẩu ngữ. Hàng loạt những cái hình ảnh được liệt kê như vườn rộng rào thưa, ao sâu nước cả, vừa có tác dụng trình bày những cái thiếu thốn vật chất, vừa mở ra trước mắt người đọc cái khung cảnh làng quê thanh bình, yên tĩnh, thích hợp cho những cuộc tâm tình chơi cờ, thưởng trà, ngắm trăng. Lời thơ giống như là đối thoại trực tiếp hàng ngày, tạo cho người đọc cảm giác như là mình là người bạn của Nguyễn Khuyến, lắng nghe ông bạn già trình bày mà lòng vừa cười vừa thương, khơi gợi trong lòng độc giả sự suy nghĩ sâu cay về tình bạn chân thật. Tình bạn đẹp là tình bạn không gì có thể đong đếm nổi.